Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 29 Hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung lên, đôi mắt đen thâm trầm của chàng trai liếc về phía hoa hợp cần đặt trên bàn, trong mắt chợt lóe lên. Ánh mắt rừng trên người cô gái có khuôn mặt như hoa đào, không hề e dè nhìn lướt qua vùng da thịt rộng lớn đang lộ ra của cô gái. Trong đôi mắt tối đen hình như có sóng ngầm đang bắt đầu nổi dậy. Sau đó, chàng không nhanh không chậm đi tới ngồi ở bên giường, môi mỏng khẽ nhếch lên, tuy biết nhưng vẫn hỏi, tiểu sư muội làm sao thế? Nóng, đại sư huynh, nóng quá, hai gò má nhuộm một màu hồng nhạt, bên thái dương còn phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt hạnh long lanh của nàng dường như đang khắc ghi hình bóng của người thiếu niên trông vô cùng đáng thương, thậm chí còn kéo tay áo bào của chàng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương chạm vào ngón tay của chàng trai, vốn dĩ chỉ có cảm giác lạnh lẽo, nhưng ngược lại, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm thán một tiếng, theo bản năng mà bám vào cánh tay giấu trong lớp áo bào của chàng, tay nhỏ cọ qua quẹt lại. Kỳ quá, sao trên người huynh lại mát mẻ như vậy? Có phải đã mang theo bảo bối có thể thổi bay cái nóng không? cho ta xem với nữ tử mở to đôi mắt ra cố gắng duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng hai tay run rẩy chạm tới thắt lưng của chàng sau một hồi cọ sát không những không tìm được bảo bối mà còn cởi cả đai lưng cản trở kia xuống áo khoác trên người bị cọ đến nỗi vô cùng nhăn nhúm nhưng người thiếu niên đang ngồi ổn định cũng không hề tức giận chút nào ngược lại còn rất hứng thú nghiêng người thổi khí nóng vào tay nàng đôi mắt đen kia sáng đến dọa người tiểu sư muội có phải muội rất muốn đúng không? Giống như vậy sao, chàng nghiêng mặt sang bên, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngay trước mặt, cậy hàm răng của nàng ra rồi đi vào trong giò xét, mút hai ngụm nước ngọt rồi nhanh chóng lui ra. Thật sự rất thoải mái, hai mắt của nàng có chút mê ly, nghe theo tiếng lòng của mình mà một tay đẩy ngã chàng xuống giường, đè bờ vai không cho chàng đứng lên. Môi đỏ mọng không hề có quy tắc gì liếm lên cánh môi mềm của chàng. Sau đó thì sao, Nàng mờ mịt ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng càng thêm căng mọng. Người nam nhân bị đè trên giường cười cười, không có ý tốt, nhẹ giọng nói, cởi y phục. Lý trí gần như bị sức nóng không ngừng tỏa ra từ cơ thể nuốt chừng, nàng run rẩy cởi y phục của chàng ra, sau đó lại cởi áo lót trên người mình, lộ ra dáng người tuyệt đẹp. Sau lần thẳng thắn bộc lộ, nàng không còn ngại ngùng như trước nữa, ngược lại còn có chút gấp gáp. Tự mình làm chàng trai nằm trên giường không hề động đẩy, thưởng thức bộ dáng luống cuống tay chân đáng yêu của nàng. Đợi đến khi đã thưởng thức đủ rồi mới dùng giọng khan khan dụ dỗ, gọi một tiếng thầm ca ca, ta sẽ giúp môi. Nàng cắn môi, ủy khuất gọi, thầm ca ca, nóng quá. Chàng trai nghe thấy vậy thì lập tức dừng một chút, rồi vung tay lên, dùng kết giới bao hết cả nhà lại, sau đó cúi người véo vòng eo mềm mại của cô gái sâu thẳm đôi mắt đang dần hiện lên màu đỏ tươi li ti đôi mắt ửng đỏ hiện ra vẻ quyến rũ vô cớ hoa văn màu đỏ thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt trắng nón dây buộc tóc bị nàng trong lúc vô ý rút ra tóc đen nhánh của chàng xõa xuống nó dài ra từng chút một ở điểm khuất tầm nhìn của hai người không ngừng kéo dài trên đất hơi thở của nàng có chút mê ly trong mắt hạnh phản chiếu khuôn mặt thanh tú của chàng hoàn mỹ không giống với người thật ngay cả khi bị đánh thành nhiều mảnh, mắt nàng vẫn là không di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người thiếu niên, khen thật lòng, huynh thật là đẹp. Đôi mắt đen của người thiếu niên sáng lên, khóe môi cong cong, nhưng không lên tiếng. Trong cơ thể chàng có một nửa huyết thống là của ma tộc, hơn nữa còn là mị ma thực sắc. Thể xác của mị ma được công nhận là xinh đẹp, diêm rú lẳng lơ, bản lĩnh lớn nhất chính là mê hoặc lòng người chàng đã từng vô cùng chán ghét huyết tộc có chữ mị ma này của mình, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô gái nằm dưới thân mình, bỗng nhiên chàng lại vô cùng vui vẻ. Chiếc giường lớn bằng gỗ cọt kẹt cọt kẹt một đêm, mãi đến sáng sớm ngày thứ hai mới thoáng ngừng một lát, nhưng lại không thấy ai đi ra. Có đệ tử của Linh Vân Môn ở cùng một sân thấy Đại sư Huynh vào đã lâu nhưng lại không có động tĩnh gì, trong đó còn có một tên đần độn còn lo rằng đã xảy ra chuyện gì rồi không thì lập tức bị người bên cạnh gõ một cái vào đầu, đúng là có chuyện nhưng mà là chuyện tốt. Người đừng tới quấy giày, nếu không đại sư huynh nhất định sẽ lột ra ngươi. Chuyện tốt gì, chẳng lẽ, lời còn chưa dứt, tên đệ tử kia đột nhiên lại đỏ mặt, úp úp mờ mờ vội vàng gật đầu, lập tức đi theo phía sau người khác ra sân. Sau hai ngày tỉ thí, Nguyễn Nguyễn và Thẩm Ân không có xuất hiện, ngay cả ngày cuối cùng của buổi tiệc cũng không nhìn thấy được bóng dáng của hai người. Tông chủ của hợp hoan tông không hiểu rõ, lễ phép thuận miệng hỏi một câu. Thủy kính chân nhân vuốt vuốt tròm dâu của mình, thần bí nói mấy ngày trước bỗng nhiên giác ngộ ra nên hai người bọn họ đang bế quan tu luyện rồi. Ngoại trừ người che giấu công lao của mình là liên giao lộ ra nụ cười thần bí, những người khác phần lớn đều là chúc mừng hoặc là xấu hổ. Chỉ qua loa tán gỗ vài câu, thế là chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua. Ba bốn ngày trôi qua, đóa hoa hợp cần màu xanh bầy trên bàn kia đã khô héo, trong không khí tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Người thiếu niên với vẻ mặt mãn nguyện đã sớm mặc y phục chỉnh tề, kết giới được dỡ bỏ, rồi mở cửa sổ ra cho thông gió, hiện đang ngồi ở cạnh bàn nhàn nhã nhấp một miếng nước. Còn cô gái đang nằm cứng đờ trên giường vẫn cứ nằm đờ ra, đột nhiên nàng xoa hông mình ngồi dậy, Lục cộc vọt tới trước mặt chàng trai, vén áo bào che phủ cánh tay lên, căm giận khiển trách nói, đều đỏ hết rồi. Thật ra đâu chỉ có mỗi cánh tay đau, những chỗ khác không chỉ đỏ, mà còn có chút đau nữa. Người thiếu niên trầm mặc một lúc lâu, giọng điệu có chút áy náy, thật xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ một chút. Cái trò chơi này còn có lần sau ư, nàng tức giận đến phồng má, lại nhận ra không còn lời nào để nói, vì thế liền xoay xoay ngón tay, ta có phải bị bỏ thuốc rồi hay không? Nếu không thì sao lại? Vừa chủ động vừa lớn mực như thế này, lời này Nguyễn Nguyễn nói không nên lời, cảm thấy xấu hổ đến mức mặt đỏ cả lên. Muội mang hoa hợp cần này về, ta còn tưởng rằng muội thích loại phong cách này đấy. Thẩm Ân khẽ cười, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trêu chọc nói. Là do hoa này sao? Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm đóa hoa đã khô héo, mùi hương kỳ lạ tản ra lúc trước cũng đã biến mất, chỉ còn lại một cây hoa bình thường. Thẩm Ân cũng cho rằng nàng sẽ không biết được tác dụng của loại hoa này, chỉ nhấc mí mắt lên rồi giải thích, "Hoa này tên là Hợp Cần, được trồng số lượng lớn trên đảo Hợp Hoan Tông, ở nơi khác rất hiếm thấy." Muội biết tại sao khắp nơi ở Hợp Hoan Tông đều có không? Đối diện với ánh mắt có vẻ hiểu nhưng lại không hiểu của nữ tử, Thẩm ân mím môi cười, bởi vì đệ tử của hợp hoan tông chủ yếu áp dụng phương thức âm dương giao hợp để tu luyện, mùi hương tản ra từ hoa này có thể giúp bọn họ trợ hứng. Mặt của Nguyễn Nguyễn lập tức nóng lên, khó trách liên giao lại thần bí nói hy vọng nàng và thẩm ân sẽ thích phần lễ vật này, hóa ra là có ý này. Nhưng mà, nàng xin đóa hoa này cũng không phải là để làm chuyện này. Chỉ đơn thuần thưởng thức thôi. Nhìn thấy bộ dáng ảo não của nàng, cười bên khóe miệng của thẩm ân nhách lên, cố ý thờ ơ hỏi, trông nàng hình như rất hối hận. Có thể không hối hận sao? Huỳnh thì thoải mái rồi, hiện tại cả người ta đều đang đau nhức đây này. Nàng gân cổ giống lên một tiếng, hàng lông mi thanh tú nhíu lại, vô cùng giận dữ. Chàng lại không hề hối hận, ánh mắt có thể thấy được một đám người đang đứng ở cửa, vì vậy đã giảm thấp tiếng cười lại, nói lần sau sẽ khiến muội cảm thấy thoải mái. Ai thèm chứ? Lỗ tai của Nguyễn Nguyễn đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì hai câu. Nàng nghĩ rằng hôm là ngày cuối cùng của buổi tiệc, cho nên đã thu dọn đồ đạc rời khỏi Thiên Huyền Tông, muốn xem xem bọn người thủy kính chân nhân đã trở lại chưa. Kết quả vừa mới xoay người thì đã nhìn thấy thủy kính chân nhân dẫn theo một đám đệ tử đứng trước cửa lớn trong sân, đi cũng không được mà lùi cũng không xong, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Vừa nghĩ tới câu nói mà mình vừa mới rông lớn lên kia, Nguyễn Nguyễn lập tức cảm thấy choáng váng, nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để quay về Linh Vân Môn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải quay về, chỉ là tránh ở trên đỉnh núi ngắm mưa nhiều ngày không dám gặp người khác. Cho đến khi nhận được lời triệu kiến của Sư Tôn. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Khi Nguyễn Nguyễn đến Đại Điển, thì phát hiện Thẩm Ân và Mạc Liêu Quang đều đã ở đây, còn có những đệ tử thân truyền khác mà vô vọng lại có nhiều tâm sự, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Thấy đa số mọi người đều đã đến rồi, vô vọng không hề thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề, không biết mọi người có nghe được tin đồn về hình nhân chưa? Gần đây các môn phái đều nhận được thư của các đệ tử trong môn truyền tới, nói rằng hình nhân đang tàn sát bừa bãi, không chỉ ở giới trần tục mà ngay cả giới tu tiên cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa, núi Phong Ma đã có động thái, một đám ma tộc đang nhân lúc hoảng loạn mà trốn thoát. Từng việc lạ xảy ra đều không khỏi liên quan đến chuyện ma tộc đang lần trốn. Các môn phái khác đều đã phái đệ tử xuống núi viện trợ, Linh Vân môn chúng ta thân là một trong năm môn phái lớn, tất nhiên cũng phải góp một phần sức lực. Dưới sự sắp xếp của tông chủ vô vọng, Linh Vân môn đã phái mấy chục đệ tử trực tiếp đi đến nơi xảy ra sự việc để kiểm tra tình hình. Nguyễn Nguyễn đương nhiên là đi theo Thẩm Ân. Nhưng nàng lại không biết đường, chỉ cảm thấy phương hướng mà bọn họ đi hình như không đúng lắm. Đại sư huynh, sao ta cảm thấy đây là hướng bắc, không phải hướng nam vậy? Chúng ta không phải đi đến thôn ở phía nam sao? Nguyễn Nguyễn nghi ngờ khó hiểu, nhỏ giọng hỏi. Đây là phía nam, muội nhận lầm rồi, trên mặt chàng không hề lộ ra một chút khác thường nào, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Nguyễn Nguyễn há miệng thở dốc, nói không thành lời, quả thật trong việc nhận biết phương hướng nàng không hề tốt chút nào, có lẽ là do bản thân mình cảm nhận sai rồi. Nàng không dối dám nữa, con người lại thành con chim cút đi sát sau lưng thẩm ân, sợ mình sẽ bị rớt lại phía sau. Một đường đi một chút dừng một chút, đi hơn nửa tháng trời nhưng lại không thấy một con dối nào. Rốt cục cũng nhận ra được điều không bình thường, Nguyễn Nguyễn kéo tay áo của người thiếu niên, đại sư Huynh, hình như chúng ta đi nhầm thật rồi. Khi nàng nói lời này có chút thấp thỏm, bởi vì chính nàng cũng không phân biệt rõ phương hướng, nhưng Thẩm Ân thì tuyệt đối không thể. Nếu như không phải đi sai đường, thì chính là cố ý muốn đi như vậy. Nhưng Nguyễn Nguyễn lại không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Không có đi sai đâu, người thiếu niên giơ tay xoa mặt nàng, hơi nở nụ cười, gần từng tiếng nói, bởi vì ta không có ý định đi đến nơi tụ tập hình nhân để giúp đỡ cho những đệ tử của các môn phái kia. Đời trước chàng tận tâm tận lực thậm chí không tiếc bại lộ thân phận ma tộc của mình để cứu nhiều đệ tử ưu tú của các môn phái ở giới tu tiên. Nhưng kết cục chàng chẳng những bị vu oan, bị bao quanh tiêu diệt, bị đuổi giết, còn liên lụy linh vân môn từ trên xuống dưới đều bị thảo phạt. Khi đó chàng không có chỗ có thể đi, chạy trốn tới núi phong ma bên cạnh để trốn. Ngoại trừ người của sư môn, ai cũng không tin, nhưng mà ninh rào lại tìm đến chàng, nói rằng có thể giúp chàng làm rõ chuyện chàng không phải là người khởi xướng vụ hình nhân chỉ là cần chàng phối hợp vì muốn cho tiên môn nhìn thấy thành ý của chàng chàng cần phải khóa lại ma lực và linh lực đang va chạm với nhau trong cơ thể chàng ấn tưởng đối với ninh rào vẫn luôn dừng lại một màn hỗ trợ kia của nàng ta ở dưới chân tu sau một lát trần chờ thẩm ân vẫn lựa chọn tin tưởng nhưng sau khi đợi chàng tự phong ấn sức mạnh trong cơ thể thì đột nhiên ninh Giảo lại ra tay một nhát kiếm khiến cho tâm mạch của chàng vỡ nát, có lẽ là vì muốn cho chàng an tâm chết đi, nên đã để lộ ra chuyện hình nhân. Mà tất cả chuyện này đều là do một tay quy nhất tông bầy kế. Lúc bị đẩy vào trong vực sâu phong ma sơn, thẩm ân nhìn thấy đệ tử của rất nhiều môn phái từ trên trời cưỡi kiếm đuổi tới. Họ vui mừng phấn khởi vì một ma tộc rơi xuống, và ninh rào đứng trên cao khinh thường nhìn chàng rơi xuống vực thẳm nhưng lại được người khác xem thành đấng cứu thế, từ Ninh Tiên Tử, một bước trở thành Nguyệt Hoa Chân Nhân. Trọng sinh quay lại, thẩm ân cũng từng vô cùng căm hận, từng muốn trả thù. Nhưng nghĩ lại, thực ra cũng không cần chàng đích thân ra tay. Chỉ cần gặp lại những chuyện tồi tệ đó thì chàng sẽ bảng quan đứng nhìn, những người tự xưng là đệ tử của môn phái trinh nghĩa đó e là cũng không giữ được mạng. Về phần ninh rào, chàng thật sự muốn xem thử lần này không có chàng làm bàn đạp nàng ta và sư phụ của nàng ta cấu kết với nhau sẽ được lợi gì nhớ lại chuyện trước đây cảm xúc của thẩm ân hơi tức giận chàng nhắm mắt lại đôi mắt đen sâu thẳm họ có lỗi với ta khi nào chàng nghe thấy thiếu nữ ngờ vực hỏi ánh mắt yêu thương rơi lên mặt thiếu nữ thẩm ân cong khóe môi nhìn đăm đắm vào đôi mắt hạnh trong veo đó nói kiếp trước nói xong câu này chàng nhìn chằm chằm vào nét mặt của thiếu nữ, sợ sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một chút cảm xúc thay đổi trên gương mặt xinh đẹp đó. Xong, điều khiến chàng ngạc nhiên là lúc đầu thiếu nữ còn kinh ngạc, sau đó nàng dứt khoát gật đầu, kiên định đứng bên cạnh chàng, "Vậy chúng ta không đi nữa." "Chỉ vậy thôi?" Thẩm Ân lần đầu lộ vẻ lấy làm lạ. Nàng không hỏi chàng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cứ thế tin tưởng hơn nữa cơ duyên trọng sinh nghịch thiên như vậy mà nàng chấp nhận nhanh đến thế không cần thời gian để làm quen sao nhưng ngay sau đó thẩm ân cũng đã thoải mái chàng nhớ rõ kiếp trước sư phụ chỉ nhận ba đệ tử đều là đệ tử nam chàng hoàn toàn không có tiểu sư muội khoảnh khắc chàng trọng sinh chàng cảm thấy có một đoạn ký ức không thuộc về mình bị nhét vào trong đầu khiến chàng vô cùng khó chịu vừa ra khỏi cửa ải thì chàng nhìn thấy chủ nhân của đoạn ký ức đó là tiểu sư muội không biết từ đâu xuất hiện cũng từng đọc sách cổ nhưng không tìm thấy thông tin liên quan đến việc ghép ký ức này thuật pháp khiến tất cả mọi người đều không tìm được đầu mối dần già thẩm ân cũng từ bỏ đi tìm sự thật thậm chí chàng nảy ra suy nghĩ cảm thấy trời thương xót chàng gặp bất công nên mới đưa tiểu sư muội đến bù đắp cho chàng nếu không sao ngay cả một sợi tóc của tiểu sư muội mà chàng cũng thấy vô cùng đáng yêu chứ không biết trong đầu nam tử trước mặt đang có suy nghĩ đáng yêu gì, vẻ mặt Nguyễn Nguyễn bừng tình. Nàng đã nói hình tượng xây dựng của thẩm ân sụp đổ rồi mà, ắt hẳn là do trọng sinh. Trong cốt truyện gốc nàng có được, miêu tả về thẩm ân chỉ lác đác vài câu, không hề đầy đủ. Biết chàng cuối cùng nhập ma, bị ninh rào giết rồi thôi. Có lẽ ở giữa còn xảy ra chuyện khác, nếu không thẩm ân cũng sẽ không có thái độ như vậy. Thẩm Ân đã không muốn nói với nàng, vậy nàng cũng không hỏi. Ai mà không có một bí mật không muốn nói ra chứ? Vậy nhóm Tam sư huynh sẽ không sao chứ? Người khác thế nào Nguyễn Nguyễn có thể không quan tâm, nhưng các sư huynh sư đệ cùng môn phái thì không thể không bận lòng được. Sẽ không sao đâu, mỗi người bọn họ đều mang theo một lá bùa do ta dùng máu vẽ ra, lúc nguy cấp có thể giữ được mạng. Thẩm Ân rất có tự tin với lá bùa mà mình vẽ ra. Đừng nói là đối diện với con dối người, cho dù trước mặt là tu sĩ của kỳ hóa thần thì cũng có thể ngăn chặn được một cú toàn lực. Nghe vậy, Nguyễn Nguyễn thở phào một hơi, nhưng nàng đã thoải mái quá sớm, lá bùa phi tấn trên ngực đột nhiên nóng lên. Nàng vội lấy ra, lá bùa phi tấn hình tam giác cháy thành trong trong không khí, sau đó một hàng chữ hiện lên, bị vây ở nghiệp thành, mau đến. Phần đề tên cuối cùng là Mạc Liêu Quang. Bùa phi tấn là bùa linh vân môn dùng để truyền tin, mỗi đệ tử đều có một vài lá. Trên mỗi lá bùa phi tấn đều sẽ khắc con dấu của người nắm giữ, chỉ có sức mạnh tinh thần của người nắm giữ mới có thể điều khiển. Bùa phi tấn của thẩm ân đã dùng hết, Mạc Liêu Quang không liên lạc được nên mới tìm đến Nguyễn Nguyễn. Lúc nàng nhận được thư thì lập tức lo lắng, đưa mắt nhìn thẩm ân, hỏi, giờ phải làm sao, chúng ta đến nghiệp thanh à? Nghiệp Thành chắc chắn phải đi, dù sao thì Mạc Liêu Quan và những người khác đang bị vây ở đó. Nhưng điều khiến Thẩm Ân ngạc nhiên là nơi đệ tử của Linh Vân Môn được sắp xếp để đi rất ra Nghiệp Thành, sao họ lại đến Nghiệp Thành. Quan trọng hơn là, trước giờ Mạc Liêu Quang nói chuyện không kể việc to nhỏ, chỉ mấy chữ ngắn gọn như vậy thực sự không phải phong cách của hắn. Xem ra tình hình bên phía họ rất nguy cấp. Thẩm Ân không trì hoãn nữa, lập tức cưỡi kiếm đưa Nguyễn Nguyễn đến Nghiệp Thành. Lúc họ đến nơi, phát hiện cả tòa thành Nghiệp Thành đều bị kết giới khổng lồ bao trùm, bên trên còn phủ một tầng phủ văn phức tạp. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy phủ văn màu vàng dày đặc chuyển động quanh kết giới, vây cả tòa thành như một thùng sắt. Sao lại như vậy? Nguyễn Nguyễn thử dùng kiếm trục nguyệt tách ra, nhưng kết giới đó không mảy may nhúc nhích mà rất kiên cố. Thẩm ân mím môi, bảo vệ thiêu nữ ở phía sau, trầm giọng nói, tránh ra một chút, để ta. Kết giới này ít nhất phải là tu sĩ kỳ đại thừa tạo ra, với tu vi ở kỳ nguyên anh mà muốn phá vỡ thì chẳng khác nào người mốc nói mê. Lấy kiếm trích tinh ra, ống tay áo bay phấp phới, người nam nhân nhắm mắt tập trung, tu vi trên người cũng không ngừng cuộn trào. Đột nhiên chàng mở mắt, vung thanh kiếm dài sắc lạnh ra. Kiếm khí sắc bén cuốn quanh thân kiếm, xảy ra va chạm kịch liệt với kết giới kiên cố. Hai bên rằng co, đột nhiên gió lớn nổi lên khiến người ta không thể mở mắt. Một lúc sau, tiếng gió dần lặng, xung quanh yên tĩnh trở lại, kết giới vỡ rồi. Nguyễn Nguyễn thả tay áo choàng che trước mặt xuống, liếc nhìn thẩm ân trước rồi lo lắng nói, ma khí trên người huynh tiết ra rồi, có thứ gì có thể tạm thời che đậy lại không? Nguyễn Nguyễn đã sớm biết người nam nhân trước mặt là nửa ma, Nàng cũng không cảm thấy gì. Nhưng người trong giới tu tiên quen nói về biến đổi ma sắc, để tránh rước thêm phiền phức không cần thiết, tất nhiên có thể ẩn đi ma khí này là tốt nhất. Trong thời gian ngắn không thể che đi được, Thẩm Ân lắc đầu, hai sức mạnh ma lực và linh lực hoàn toàn khác nhau trong cơ thể chàng đang xung đột, khiến chàng không thể nào thu lại khí tức của mình. Hay là huynh ở đây đợi ta, ta vào trong xem thử là chuyện gì? Nguyễn Nguyễn nghĩ ngoài sư phụ của linh vân môn gia thì chắc không ai biết thẩm ân là nửa ma nếu vậy thẩm ân bây giờ không thích hợp xuất hiện trước người khác không được thẩm ân cau mày từ chối ta cảm giác được trong thành có trận pháp rất mạnh sẽ làm muội bị thương muội ở đây đợi ta ta vào trong xem dường như không yên tâm lúc sắp đi người nam nhân còn nhét một sấp bùa vào lòng nàng sau đó mới vội vàng vào thành trong tay cầm mấy lá bùa đó đợi tới đợi lui mà không thấy ai ra khỏi thành, hơn nữa trong thành cũng chẳng có động tĩnh gì. Đi qua đi lại một lúc lâu, Nguyễn Nguyễn vẫn không kiềm được muốn vào trong thành xem tình hình. Nhưng cô còn chưa xài bước thì mấy đạo kiếm quang từ trên không trung lướt qua, rơi vào trong thành. Nhóm sư phụ đến rồi, Nguyễn Nguyễn bớt căng thẳng, kiên nhẫn đợi 15 phút nữa. Đột nhiên trong thành bừng ánh lửa, nàng nghiền cổ nhìn vào thì thấy người nam nhân với vẻ mặt không hề lo lắng từ trong ánh lửa bay ra, ôm lấy eo nàng. Gió thổi vù vù bên tai, nhìn khoảng đen ngòm dưới phi kiếm, Nguyễn Nguyễn ngỡ ngàng, chúng ta đang đi đâu thế? Phong ma sơn, nam tử lạnh lùng thốt ra ba chữ, trong mắt là vẻ u ám. Không ngoài dự liệu của chàng, quả thực trong thành bị bầy bố trận pháp rất mạnh, vây gần 300 đệ tử của các môn phái trong đó không thoát thân được bao gồm của Mạc Lưu Quang, nhóm Giản Chi Bạch cũng ở đó. Đây đều là những đệ tử thân truyền của các môn phái, điều kiện tốt hơn người thường về mọi mặt, tất nhiên tinh hồn cũng thuần chất hơn. Trận pháp đó được tạo ra để hấp thụ tinh hồn của họ, ngoài tông chủ Vật Thông của Quy Nhất Tông ra, thì Thẩm Ân không nghĩ ra được ai thiết lập được trận pháp này. Nếu không phải đệ tử của Linh Vân Môn cũng rơi vào đó, muốn cứu người thì phải phá vỡ trận pháp. Thẩm ân tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng. Mà chuyện cũng phát triển hệt như kiếp trước, trận pháp vừa vỡ, đệ tử của môn phái bị bao vây thở gấp, lập tức sợ hãi chĩa mũi kiếm về phía chàng, hét lớn phải diệt ma trừ yêu. Hơn nữa còn phỏng đoán chuyện con dối người là do chàng làm ra, trận pháp này cũng là chàng đặc biệt tạo thành để hại bọn họ. Thẩm ân thật sự không có hứng thú để so đo với những người mất não này nhưng nếu im lặng gánh cái tội này thì chàng rất chán ghét thế nên chàng tốt bụng ném chứng cứ có liên quan mật thiết giữa quy nhất tông và con dối người đã thu thập được ra kết quả một đám người la hét những chứng cứ đó là do chàng ngụy tạo sau đó tông chủ của năm môn phái lớn đến vật thông dứt khoát ra tay đấu với chàng song không chiếm được bất kỳ lợi gì từ chàng ngược lại còn trở thành điều khiến vật thông cắn chàng không buông nói tu vi của chàng tăng quá nhanh sớm đã đột quá kỳ nguyên anh, còn che giấu thân phận ma tộc của mình trà trộn vào tiên môn, thâm hiểm khó lường. Dưới những lời gây chia rẽ này, hầu hết các đệ tử của môn phái vừa được chàng cứu sẽ lập tức cùng chung kẻ địch, hận không thể lập tức vung kiếm chém chàng. Thậm chí còn ép người của Linh Vân môn vạch rõ giới hạn với chàng, đứng về phía họ. Tất nhiên vô vọng không tin chuyện con dối người có liên quan đến đồ đệ của mình, thậm chí còn bảo vệ đồ đệ suýt nữa động tay động chân với vật thông. Mặc dù tông chủ của hợp hoan tông cũng không thích ma tộc, nhưng suy cho cùng vẫn không bày tỏ thái độ, các đệ tử cũng có thái độ bán tín bán nghi với chuyện này. Năm môn phái lớn có cách nhìn khác nhau về chuyện con dối người và thẩm ân, điều này cũng ảnh hưởng đến đường lối của những môn phái nhỏ đó. Nhưng hầu hết các môn phái đều lựa chọn tin tưởng quy nhất tông, dù sao thì quy nhất tông là đại tiên môn mà thẩm ân lại là ma ẩn thân đã lâu. Phần lớn mọi người đều đang kêu gào muốn chàng đền mạng, cho dù nể mặt Linh Vân Môn như một bước, đồng ý cho họ chốt thời gian điều tra cái gọi là sự thật thì họ vẫn yêu cầu phong ấn linh mạch của thẩm ân vào lôi lao. Nhìn cảnh tượng rất nhiều đệ tử của các môn phái thảo luận sôi nổi, thẩm ân muốn bật cười. Thực ra với chàng mà nói, trở thành tiên hay thành ma đều chẳng có gì khác nhau để không liên lụy đến trên dưới linh vân môn, chàng đã dứt khoát phản bội lại sư môn trước mặt mọi người, trở thành ma. Từ đó giới tu tiên không có đạo quân chân diễn nữa, chỉ có ma chủ hoành không ra đời ở phong ma sơn. chương 30 Đây là ngày thứ 136 ở núi phong ma, nhìn chằm chằm đất đai khô cằn bao la bát ngát, Nguyễn Nguyễn thở dài lần thứ hai. Đằng sau nàng là đại điện cao chọc trời, giữa mảnh đất hoang vu không cây không cỏ này trông có vẻ vô cùng đặc biệt. Cung điện được xây dựng bởi những yêu ma thầm ân thu phục ở núi Phong Ma, làm thành nơi nghỉ ngơi cho bọn họ. Chúng yêu ma bị thầm ân chèn ép giận mà không dám phàn nàn, dù sao bọn chúng không thể đánh lại thẩm ân nên chỉ có thể kiệm lời giữ lấy lề. Trước khi ma chủ đương nhiệm thẩm ân xuất hiện, núi Phong Ma vốn là núi không chủ. Kể từ lúc ma chủ đời trước bị ngũ đại tông môn chung tay diệt trừ hồn phi phách tán, đám yêu ma lập tức chia năm xẻ bầy. Khà khá yêu quái có chút thực lực muốn trở thành ma chủ đời mới thống lĩnh ma giới, nhưng không ai phục ai, vì thế tất cả yêu ma bắt đầu rơi vào hỗn chiến. Kết quả là có người chết, có người bị thương nặng, ai cũng không được hưởng lộc lá gì. Dựa vào vết xe đổ của cuộc nội chiến ma giới, tâm tư đám yêu ma kia cũng thu liễm lại. Dù sao bị vây ở nơi u ám không ánh mặt trời, có ma chủ hay không đều không quan trọng. Chẳng ngờ rằng, qua trăm năm sau, lại xuất hiện một người dám liều mình nhảy vào vực sâu vạn trường, thâu tóm hơn trăm dặm lãnh thổ, biến mảnh trời đen tối thành của riêng mình. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt là người kia còn dẫn theo một tiểu cô nương ôn hương Nguyễn Ngọc. Đám quỷ yêu bị phong ấn trong núi phong ma hàng trăm năm trời, đã lâu chưa người thấy hương vị con người mùi hương ngọt ngào lập tức khiến bọn chúng dục già dục dịch. Rất nhiều yêu ma để ý đến cô nương mới tới này, nhưng chúng nó không dám động thủ. Một số lũ quỷ không chịu nổi được cám dỗ liều mạng nhào lên, nhưng chưa chạm tới góc áo của cô nương kia đã bị hất tung. Người nam nhân bao phủ bởi lớp sát khí đặc quánh dùng một tay che mắt tiểu cô nương, dây sau đã xé nát lũ quỷ ma tộc vừa liều lĩnh vừa ngu dốt. Xé nát đúng chuẩn nghĩa đen, đơn giản mà tàn bảo, một cách gian đe mạnh nhất quả nhiên kể từ sau ngày đó không còn mống quỷ nào cả gan tiếp cận nữa có điều e ngại thì vẫn e ngại người nam nhân tàn nhẫn tận xương đó rất được lòng đám ma tộc huống hồ không chỉ mình khí chất tàn nhẫn ngay cả sức mạnh cũng tàn nhẫn không tả xiết đây chẳng phải là người có thể cứu vớt chúng nó khỏi núi phong ma thống trị tam giới ư chúng ma quỷ vô cùng kích động nguyện trung thành vị ma chủ mạnh mẽ cường đại này, thẩm ân không mỏ ý, nhẹ nhàng chấp nhận. Ngay lúc đám yêu ma chuẩn bị đồ đạc, đợi vị ma chủ tân nhiệm dẫn bọn chúng ra ngoài, một nhiệm vụ do ma chủ phân phó chợt rơi xuống đầu bọn nó, chuyển đá tảng, xây cung điện. Bọn chúng vốn phải chinh phục sao trời biển rộng, sao có thể lãng phí thời gian ở đây làm mấy thứ này. Và lại, muốn có nơi ở cứ tìm hang động là được làm chi mấy thứ đó cho khổ trời quan trọng nhất đến cả xây nhà bọn chúng cũng chưa làm qua chứ đừng nói cung điện nguy nga tráng lệ thế nhưng không biết xây chẳng thế khiến bọn chúng tránh thoát khỏi số phận làm cu li đi truyền đá bởi người nam nhân kia đã lên bản vẽ hết cả rồi chỉ còn mỗi việc đứng chỉ huy nữa thôi đôi lúc bụi bặm khá nhiều chàng sẽ khoác chiếc áo choàng để đỡ bẩn đứng phía xa xa quan sát tất thầy làm việc không kể ngày đêm Mất gần hai tháng, cung điện trên bản cuối cùng cũng hoàn thiện. Chúng ma tưởng rằng bọn chúng đã xây nhà xong, nghỉ ngơi đầy đủ thì vị ma tôn kia nên dẫn chúng chúng làm chuyện đại sự chớ. Gượm đã, ma chủ của bọn chúng và tiểu cô nương loài người suốt ngày du rú ở trong điện, xuyên ngày xuyên đêm, không ai biết chàng đang làm gì bên trong. Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ thấy tiểu cô nương nọ ngồi thẫn thờ trước cửa điện, chúng ma không dám tới gần, đành núp phía xa quan sát. Nhưng lần này cô nương nọ vẫy tay chào bọn chúng rồi. Người có biết cách nào thoát khỏi núi phong ma không? Nguyễn Nguyễn đã sớm trông thấy lũ quỷ núp phía xa, vừa hay hôm nay nàng có chuyện cần hỏi bèn vẫy tay, nhưng chỉ có mỗi con quỷ mang hình hài trẻ em chạy đến. Con quỷ bé bé được hỏi lắc đầu, đường đều bị phong ấn bịt kín, tu vi bọn ta không đủ nên không thể ra ngoài. Thế à, Nguyễn Nguyễn hơi xoắn suýt, Nàng được Thẩm Ân đưa tới đây đã vài tháng rồi. Ban đầu nàng vẫn còn mù mờ, sau đó nghe chàng tóm gọn những chuyện xảy ra trong đêm ở Nghiệp Thành nàng mới vỡ lẽ. Nàng không có ý kiến ý cò gì với Thẩm Ân, nhưng suốt ngày bị nhốt giữa nơi hoang vu hẻo lánh khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Chuyện biến mất nàng chưa kịp thông báo cho sư tôn và sư huynh biết, liệu rằng bọn họ có sốt ruột không nhỉ? Sau nhiều lần đắn đo, Nguyễn Nguyễn quyết định ra khỏi núi một chuyến. Nhân dịp đến Linh Vân Môn thăm sư tôn, nàng mua thêm một ít giống hoa cỏ về, trồng thử xem nó trồng được ở đây không. Nghĩ như vậy, nàng đào đào trong mắt, chạy về đại điện thuận tay đóng cửa lại. Nhìn người nam nhân đang nhắm mắt tĩnh tỏa trên giường, Nguyễn Nguyễn ác ý xoa xoa tay, chậm rãi tiến gần chàng. Người nam nhân ngồi xếp bằng đã nhận ra nàng khi nàng đến gần, chàng mở mắt, đôi mắt đen bóng thâm thúy nhìn nàng. Thẩm ca ca, chúng ta thương lượng chút chuyện nhé. Hai tay đặt bên bờ vai dài rộng, Nguyễn Nguyễn định hót hôn cánh môi mỏng sắc hồng của người nam nhân một cái. Mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm chàng, gương mặt càng ngày càng yêu mị. Nam tử nhíu mày, chờ nàng giải bày. Chuyện là, thiếu nữ nắm chặt thắt đai lưng, quan sát vẻ mặt của nam tử, ta muốn xuống núi một chuyến. Đôi mắt thầm ân thâm trầm, lúc thiếu nữ đang lo lắng nhìn mình, chàng bỗng nở nụ cười xem biểu hiện của muội nếu ta hài lòng ta sẽ cho muội ra ngoài thật hả nguyễn nguyễn nghe vậy lập tức phấn khởi nàng không chú ý gợn sóng nhỏ chợt lóe trong mắt người nam nhân hai mắt nàng lóng lánh giọng điệu mừng rỡ vậy làm sao có thể khiến huynh hài lòng người nam nhân thong thả tháo đai lưng ngà người nằm xuống giường môi mỏng khẽ câu lấy lòng ta không thay cách khác được ư nguyễn nguyễn khẩy móng tay đôi mày thanh tú nhíu lại, lắp bắp khuyên nhủ, túng dục hại thân. Người nam nhân yên lặng, con mắt đen thăm thẳm cứ nhìn nàng như vậy, im lặng không nói. Chỉ lần này thôi đó, thiếu nữ bông món tay một cái, sau đấy cầm tấm màn xa, hạ xuống. Trong chốc lát phòng vốn trống trải bỗng vang tiếng thiếu nữ dầm dì yếu ớt hòa một thể cùng tiếng kêu rên của nam nhân, tạo thành. Bản nhạc ái muội khiến người ta đỏ mặt tim độc. Viên dạ minh châu khổng lồ soi sáng mọi nẻo bên trong đại điển, chán thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, hai mắt mông lung, cắn góc chăn rên rỉ, sao huynh chưa xong. Sắp rồi, thanh âm người nam nhân khàn khàn truyền ra, hồn lỗ tai thiếu nữ, nhịn thêm chút nữa. Lại nửa canh giờ trôi qua, rốt cục sau tấm màn xa không còn động tĩnh nào khác. Thiếu nữ mệt đến nỗi không nhấc nổi đầu ngón tay chọc chọc lồng ngực người nam nhân, khi nào chúng ta xuống núi người nam nhân nắm bàn tay nho nhỏ kia đôi mắt hồ ly xinh đẹp cong cong nhuyễn nhuyễn ta chưa từng đồng ý dẫn muội xuống núi huynh chơi xấu thiếu nữ trợn to mắt khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn sự khiển trách ta không chơi xấu người nam nhân lười biếng nâng mí mắt chậm rãi nói nguyên văn của ta là nếu ta hài lòng ta sẽ cân nhắc chuyện muội đề nghị nhưng bây giờ ta không hài lòng vì thế muội không thể ra ngoài có vấn đề gì sao? Chấm ngoặc kép. Mới nãy, mặt mày trông hưởng thụ lắm cơ, đảo mắt đã bảo mình không hài lòng. Phi, đồ chó. Thiếu nữ oan ức trở mình, đưa lưng về phía nam nhân gạt đôi tay đang càn quấy trên người xuống. Nàng tin rằng, có một ngày nàng sẽ pha vỡ kết giới, nàng không tin nàng không thoát khỏi đây được. Ngắm nghía bóng lưng thiếu nữ một lát, ánh mắt chàng sâu thẳm, kéo cục bông nhỏ nhắn trở về lồng ngực nỗi lòng phức tạp, chàng nhắm mắt lại. Hóa ra, nàng muốn rời đi. Và lại, ở đây chẳng có nổi một tia nắng mặt trời, ngoại trừ sơn cốc chọc lốc, đất đen thiêu cháy chẳng thành hình thì không còn gì khác. Nàng thích nhất là những nơi náo nhiệt, sao có thể quen với hoàn cảnh như vậy. Hai người hai nỗi niềm riêng, quấn lấy nhau cả đêm, cùng nhau thao thức. Ngày hôm sau, quả nhiên Nguyên Nguyễn góm ghém một túi nhỏ, cầm theo trường kiếm bôn ba đến mọn núi kế bên. Ngẩng đầu nhìn phong ấn răng kín, trong lòng nàng bỗng không chắc chắn. Không biết tu vi của nàng có đủ để phá vỡ phong ấn không? Nếu có thể, nàng sẽ ngự kiếm bay ra ngoài. Sau khi hít một hơi thật sâu, Nguyễn Nguyễn đang định vận linh lực điều động trường kiếm, chợt một tiếng vang lên phía sau lưng nàng. Chưa quay đầu lại, một âm thanh lạnh lùng vang vọng bên tai khiến cả đầu nàng tê dại, Nguyễn Nguyễn muội định đi đâu? Quay cơ thể cứng ngắc, Nguyễn Nguyễn nhìn người nam nhân mặc bạch y với đôi mắt đỏ hoa, cầm chặt hành lý, hốt hoảng nuốt nước bọt, đại 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 sư huynh, ta đi dạo thôi, ta không đi nơi nào hết. Thu chụp nguyệt kiếm về, nàng thu nhỏ thanh kiếm lại bỏ vào túi đựng đồ, thiếu nữ nhát gan rất thức thời. Lộc cộc tiên lên hai bước, bàn tay non mềm câu lấy ngón tay thon dài khẽ lắc lắc, ưỡn ngực nghiêm mặt thốt, thầm ca ca chúng ta trở về thôi. Nàng thấy rằng người nam nhân đang vô cùng không vui, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tia lệ khí, có lẽ bất mãn chuyện nàng luôn muốn đi ra ngoài núi phong ma. Ta từng nói, dẫu muội chết cũng phải chết bên cạnh ta. Rõ ràng thẩm ân cong môi cười, nhưng nhiệt độ trong mắt gần như bằng không. Chàng vuốt sợi tóc bay tán loạn giữa mặt nàng, vé nó về hết sau tai, lạnh lùng tuyên bố, muốn rời đi. Nằm mơ nháy mắt Nguyễn Nguyễn lập tức ngoan ngoãn, nàng dùng món tay cào cào lồng ngực người nam nhân, khoác vẻ ngoan ngoãn, ta không đi, thật đấy. Lệ khí cuồn cuộn vì một câu nói không đi, này mà tản bớt, thẩm ân bế thiếu nữ lên, thong thả trở về. Ngửi hương thơm thoang thoảng trong lồng ngực nam nhân, Nguyễn Nguyễn nghĩ đến dáng vẻ thần kinh của thẩm ân ban nãy, nàng trao mày đăm chiêu. Đột nhiên nàng bỗng tỉnh ngộ, có phải thẩm ân sợ nàng rời đi sẽ không quay về nữa, cho nên mới kháng cự việc nàng muốn đi ra ngoài. Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình đã bắt được đầu đuôi chân tướng. Đồ chó này chiếm hữu mạnh thế kia là bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Khịt mũi nhẹ một phát, thiếu nữ biểu môi đếm từng tật xấu của người nam nhân. Tính tình không tốt, mưu mô, thích bắt nạt người ta vân vân mây mây. Nhưng ai bảo chàng là của mình? Người của mình thì làm sao? Phải nuông chiều chứ, sau khi trở về, Nguyễn Nguyễn không còn đề cập tới chuyện ra ngoài một lần nào nữa. Ngoan ngoãn đợi hết 10 ngày, lúc nàng triệt để cắt đứt tư tưởng đào thoát vốn in sâu trong máu. Một bất ngờ cực mạnh cực vui bất ngờ đổ bộ, thẩm ân chủ động dẫn nàng ra ngoài. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc, nhìn ngẫm của thiếu nữ, thẩm ân cười cợt, nếu muội không muốn đi thì thôi vậy. Phải đi, dòm thấy vẻ mặt âm trầm của người nam nhân, thiếu nữ nhanh chóng nâm mặt chàng chụt một cây rõ to, mắt hạnh lấp lánh, chúng ta cùng đi nhé. Lâu lắm rồi muội không gặp sư tôn và mọi người, chúng ta lặng lẽ đến xem một chút thôi ha. Sắc mặt người nam nhân chuyển tốt, kiêu ngạo trả lời, ừ. Phong ấn bảo vệ núi phong ma dễ dàng bị phá vỡ, hai người bay lên rồi tiện tay đóng phong ấn. Với ánh mắt khó hiểu của thiếu nữ, thầm ân giải thích bản chất yêu quài vốn độc ác, căn bản không có cách khống chế bọn chúng không đả thương con người. Nếu bọn chúng thoát khỏi núi phong ma, nói cách khác, người thường sống ở phàm trần sẽ gặp họa. Nguyễn Nguyễn gật đầu mỏ ý tán thành, hai người đều mang theo pháp bảo kìm hãm hơi thở vì lo sợ gặp phải điều bất chắc, rồi biến đổi dung mạo, trông không khác gì người qua đường. Nguyễn Nguyễn vô cùng hài lòng hình dạng hiện giờ của mình Nguyễn Nguyễn vuốt gương mặt phổ thông đến không thể phổ thông hơn cười khanh khách không ngừng trái lại thẩm ân cực kỳ ghét bỏ gương mặt xấu xì này há chẳng phải thiếu nữ nằng nặc đòi chàng làm chàng đã mang khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đi rêu rao khắp nơi huynh biết thân phận chúng ta đặc thù chấp nhận chút xíu thôi nhé nguyễn nguyễn che miệng trộm cười khi người nam nhân liếc qua lại đàng hoàng nghiêm túc hai người đến tu tiên giới tìm một tửu lâu thơm phức tận mười dặm nghỉ chân gọi nguyên bàn đồ ăn ngon núi phong ma không cây không cối muốn ăn gì cũng không có. Nàng chỉ có thể dựa vào mấy mẩu bánh ngọt tiểu linh làm nhâm nhi giết thời gian. Nguyễn Nguyễn ngán đến độ sắp ói rồi. Sau chúc cơ, nàng không ăn cái gì cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng không ăn được thèm ăn, luôn muốn tìm đồ ăn. Thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên là muốn ăn sảng khoái. Buôn bán của quán rượu rất tốt, rất nhiều tu sĩ lui tới đều sẽ gọi tiểu trước hai chén ở đây. Đúng lúc như vậy, Mấy đệ tử còn có người quen trong tông môn ngồi ở bàn cạnh bàn Nguyễn Nguyễn đang trò chuyện tông môn xảy ra biến đổi lớn mấy tháng qua. Thả chậm tốc độ ăn cơm, Nguyễn Nguyễn vỉnh lỗ tai lên nghe tỉ mỉ. Hồng In nữ tử ngồi ở chủ vị rất hào phóng mà uống một hơi cạn sạch một chén rượu, đập cạch chén rượu lên bàn, không để ý sự phản đối của sư đệ đồng môn, lại rót đầy một chén cho mình, cười ha ha, nói, hôm nay vui vẻ, uống thêm hai ly cuối cùng xử lý xong quy nhất tông hại người kia. Sư tỷ, sư tỷ nói không chính xác, quy nhất tông còn rất tốt mà, là tông chủ vật thông xảy ra chuyện. Sư đệ ngồi một bên nhíu mày uốn nắn. Thư chó đội lốt người vật thông đó che giấu kín kẽ, làm con dối còn chưa đủ, vẫn có ý định đánh tới đệ tử thân truyền của các đại tông môn. Tuyệt hơn chính là ngay cả đệ tử quy nhất tông của bồn môn cũng không buông tha. Liên giao uống thêm một chén rượu, sung sướng mà nói tiếp, may mà hợp hoan tông chúng ta vẫn luôn tin tưởng Linh Vân Môn, phòng bị quy nhất tông. Nếu không, há chẳng phải là chúng ta rơi vào kết quả giống những đệ tử các tông môn thân cận với quy nhất tông kia sao? trực bị thu tinh hồn biến thành quái vật không có ý thức, nghĩ mà cảm thấy đáng sợ. Sư tỷ, sư tỷ đừng nói vậy, đệ tử những tông môn kia đã quá đáng thương rồi. Sư đệ đi theo có hơi không đành lòng, khuyên giải. Hừ, đáng thương cây rắm, liền giao phun, tâm trạng có hơi phập phồng, đêm đó lão nương không ở nghiệp thành, nhưng vẫn nghe người ta nói chuyện đêm đó. Trần diễn đạo quân người ta lao tâm lao lực cứu những người đó ra, kết quả chẳng những không đòi chia một nửa, còn bị những tên chó má ăn cháo đá bắt kia ép buộc, hoàn toàn rơi vào ma đảo, chạy lên núi phong ma. Không phải bọn họ tin tưởng vật thông sao, rơi vào kết quả này chỉ là tự tim. Còn chưa nói đủ, Liên Giao càng nói càng hưng phấn, vật thông cũng là một người ác. Sau khi chuyện bị lộ, đối mặt với toàn tu tiên giới liên hiệp thất cổ, lại chịu đẩy đại đệ tử bảo bối của mình ra đỡ kiếm trận. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đấy, dám đâm mỹ nhân lạnh lùng ninh tiên từ ngày xưa thành cây rỗ. Tình cảnh kia thật sự là quá thảm thiết, sư đệ thấy liên giao dừng lại trong chốc lát, thử bổ sung nửa câu sau. Quá hả hê lòng người, ha 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 liên giao ngửa đầu, rót thêm một chén rượu. Lúc đang mặt mày hớn hở, tâm trạng đột nhiên đi xuống, thở dài, nói: chỉ là đáng tiếc cho chân diễn đạo quân và nguyễn tiên tử. rõ ràng có thể tay nắm tay tu thành chính quả, trời sinh lại gặp chuyện này. hôm nay vật thông đã chết, những ai dẫn đầu chúng tông môn quy nhất tông đều bị thương nặng, đệ tử môn hạ chết thảm, không tới mấy trăm năm là không tu dưỡng được. thế cục tu tiên giới đã biến đổi năm đại tông môn hôm nay chỉ còn bốn đại tông môn. Sư đệ nói xem, chân diễn đạo quân và Nguyễn Tiên Tử còn có thể trở lại không? Sư đệ rất không biết làm sao, trả lời, cõi đời này không chỉ có chân diễn đạo quân, hắn ta đã nhập ma đạo, không quay lại được. Còn Nguyễn Tiên Tử, nghĩ nàng ta cũng sẽ không tình nguyện trở lại nhỉ? Phải về nơi sớm nên trở về. Cuộc chuyện hơi dừng lại. Nam nhân ngồi cùng hai mắt nhìn nhau, tâm trạng nguyễn nguyễn có hơi phức tạp không ngờ trong mấy tháng này tu tiên giới xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không biết mấy người xưa tôn thế nào thẩm ân không lên tiếng nhưng trong lòng vẫn nhớ đến khi thiếu nữ ăn xong rồi thẩm ân chủ động trả tiền ngự kiếm đến linh vân môn bọn họ tới không kinh động đến bất kỳ ai đi thẳng đến quan vũ phong không có nguyễn nguyễn quan vũ phong vắng vẻ hơn hẳn thường ngày ngay cả chim trên cây cũng không hót Vô vọng đang tĩnh tọa nhận ra có người xông vào trước tiên, hơn nữa tìm được vị trí người xâm nhập trong nháy mắt. Thấy hai đồ nhi đã lâu không gặp, người lạnh lùng đến mấy cũng không kiềm chế được sự vui sướng khi gặp lại. Vô vọng nghe tiểu đồ đệ nối đuôi mà nói rất nhiều chuyện khi bọn họ ở núi Phong Ma, rồi hỏi sư môn có mạnh khỏe không? Mọi người đều tốt, tiểu tử liêu quang kia vẫn luôn la hét phải đến núi Phong Ma tìm các con, gần đây bế quan đánh vào nguyên anh cảnh. Nếu nó biết các con trở lại lúc nó bế quan, chắc chắn sẽ ảo não đến mức nhảy cỡn lên. Vô vọng chân nhân vừa nói vừa cười, vuốt tròm dâu của mình, ân cần hỏi, lần này trở về không đi nhỉ? Thẩm ân cụp mắt, nói, sư tôn, sư tôn biết rõ tu tiên giới không tha cho ta. Vô vọng chân nhân yên lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không ép ở lại, thở dài, vậy thì đến trời đất rộng lớn hơn đi. Người sống cả đời, có thể ung dung mới là quan trọng nhất. Vì vậy, Nguyễn Nguyễn và Thẩm Ân lặng yên tới, rồi lặng yên đi. Trên đường trở về núi Phong Ma, Nguyễn Nguyễn kéo tay áo nam nhân, muốn mua chút hạt giống ở chợ. Núi Phong Ma quả thực quá vắng lặng, nếu có thể trồng ít hoa cỏ gì đó thì vẫn có thể xem là một thú vui. Được chủ tiệm giới thiệu, Nguyễn Nguyễn, Nguyễn mua mấy túi hạt giống lớn. Hoa sơn trà, hoa nhài, hoa tường vi, củ cà rốt cải trắng, quả cà, táo, đào, quả hồng, mua đủ các loại hạt giống cả một túi to, nhưng mà mua về nàng lại buồn, muốn trồng thì phải xới đất, vậy phải xới đất khô cằn mênh mông bát ngát này tới khi nào? Lúc mặt mày nàng ủ ê, thẩm ân dẫn chúng ma tới trợ giúp, thấy từng con ma cầm hòn đá bị mài nhọn trong tay, vẻ mặt nguyễn nguyễn mơ hồ, nàng thấy những con ma kia rất tự giác, mỗi người phân chia ruộng đất rồi sau đó ngồi xổm ôm đá, hì hục hì hục đào từng cái hố to. Có người chê dùng đá đào quá chậm, y vào mình có móng tay sắc nhọn, trực tiếp dùng tay đào. Bởi vì rất nhiều ma bị kêu tới giúp, sau một ngày, vùng ruộng đất rộng lớn đều bị đào. Nguyễn Nguyễn vui vẻ không thôi, gieo hạt giống vào trong hố, phủ lớp đất nhưỡng ở phía trên, mỗi ngày đều chú ý tưới nước. gìn giữ như vậy chừng một tháng, Rốt cuộc những hạt giống chôn ở trong đất kia cũng nảy mầm, mọc ra hai chiếc lá nhỏ màu vàng tươi. Hơn hai mươi ngày sau, trồi non trưởng thành, xanh biếc, dõi mắt nhìn ra là một vùng xanh biếc, không phân biệt được đất nào trồng cây gì. Sau một, hai tháng nữa, hầu hết cây trồng trên đất đều đã có thể thu hoạch. thí dụ như cải trắng mềm, ớt xanh rất to. Không chỉ là rau cải, trừ cây ăn trái ra có rất nhiều loại hoa cũng phát triển tốt. Từng đóa hoa nở rộ ở trên đất. Có hoa màu đỏ, hồng, vàng, thậm chí còn có màu xanh, ngạo nghễ mà vươn cành nở những bông hoa xinh đẹp nhất. Vùng đất lớn núi Phong Ma bắt đầu có thực vật phát triển, hoàn toàn khác với sự trơ trụi lúc trước. Rau trong đất vừa lớn nhanh vừa nhiều, Nguyễn Nguyễn thỉnh thoảng sẽ đi nhổ một ít. Nhưng hai người nàng và Thẩm Ân không ăn được bao nhiêu, vì vậy đặt một tấm biển để để chúng ma tự nhổ nếu muốn ăn chỉ nhổ vừa đủ ăn bao nhiêu nhổ bao nhiêu đừng lãng phí ban đầu không có ma nào động đến bởi vì ma tộc quen ăn máu thịt chưa bao giờ ăn chay có một hai con ma cảm thấy mới mẻ tò mò vạch mấy cây cải trắng rồi cứ như vậy mà nhét vào trong miệng nhai sau khi ăn mấy cái bọn họ bỗng dưng trợn to hai mắt hô to với bạn ở phía trước ngọt ăn ngon sau khi có ma đã thử, rau cải trong đất dần dần không còn chết già, tất cả đều vào trong miệng những ma tộc kia. Đầu tiên là ăn sống, sau đó họ học mấy người Nguyễn Nguyễn cách nấu ăn để ăn. Nhiều nữ ma tu thích thứ xinh đẹp còn hỏi Nguyễn Nguyễn mua túi nhỏ hạt giống, muốn trồng ở trước động phủ của mình. Có ma ngại lâu, dứt khoát trồng mấy cây trong khu đất rộng lớn đang phát triển. Mà lúc trước Nguyễn Nguyễn có lấy tầm 2, ba chục linh đàn từ linh vân môn và đã ăn gần một nửa, số còn lại thì do để ở thời gian dài nên có mười mấy con gà con lục tục phá vỏ ra. Số gà con đó được nuôi thả, không tới hai tháng sau đã trưởng thành mập mạp, thậm chí có con bắt đầu đẻ trứng. Có những quả trứng bị nhặt về ăn, có những quả trứng thì được giấu dưới tán cây xanh, không bị phát hiện nên lại ấp ra một ổ linh đàn. Không tới hai năm, núi phong ma không có cỏ mọc đã mang một màu xanh biếc trải rộng, còn có đầy gà chạy khắp nơi. Trong đất cũng từ từ sinh ra linh khí, phát triển một vài linh vật hoang. Đầu ngón tay ngắt một đóa hoa, để lên mũi người, Nguyễn Nguyễn nhìn núi phong ma bây giờ đã thay đổi lớn, không khỏi tức cười, nói, ta cảm thấy bây giờ chỗ này không nên được gọi là đất cằn sỏi đá, mà là một bồng lai tiên cảnh khác. Nếu tu sĩ bên ngoài có duyên nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc rớt căm. Ừ, nam nhân vẫn xinh đẹp nhẹ nhàng phụ hỏa, hai tay ôm eo thiếu nữ, hôn lên mi tâm nàng, nhếch môi cười, hỏi, vậy lúc nào chúng ta sinh con? Ai muốn sinh con với huynh? Hai gò má thiếu nữ đỏ bừng, thiếu nữ tránh khỏi trong ngực nam nhân, chạy đi xa với vẻ thẹn thùng. Bóng người xinh đẹp thấp thoáng ở trong bụi hoa, nam nhân nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên cười rực rỡ. 15 năm sau, tu tiên giới nghênh đón các nhóm đệ tử mới, mà cuối cùng loạn thế phù trần, ra tập 2. Bày bán không quá nửa ngày đã bị mua sạch, rất nhiều tu sĩ mua được sách hôm đó đã thức trắng đêm để đọc hết cuốn, lúc đọc khóe miệng đều sắp nhách đến lỗ tai. Tập này không đau khổ, ngược đãi giống tập 1, phong cách rõ ràng đã thay đổi cực lớn. Trần diễn đạo quân và Nguyễn Tiên Tử kết làm đạo lữ, hai người còn có con cháu. Từ đây tha hồ vui chơi ở nhân gian, rất sung sướng. Cuốn sách về Chân Diễn Đạo Quân đã sớm phai mờ trong mười mấy năm, duy chỉ có bộ này kiên quyết ra tập 2 làm cho nhóm người khổ sở chờ đợi nó từ đầu hoàn thành một nguyện vọng. Mặc dù danh hiệu Chân Diễn Đạo Quân là cấm kỵ ở tu tiên giới, nhưng điều phải trái của vụ việc nghiệp thành năm đó ở tại lòng người. Không nói ra miệng, không có nghĩa là đồng ý, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy thì cuốn tiểu thuyết ngọt ngào này coi như là bọn họ chúc phúc chân diễn đạo quân và Nguyễn Tiên Tử đi. Mà Giản Chi Bạch đang lật xem quyền tiểu thuyết này ở phiêu miểu phong nở nụ cười sáng tỏ. Biết những năm này đại sư huynh và tiểu sư muội rất tốt, hắn ta yên tâm. Buông quyển sách xuống, bỏ đan dược đặc biệt luyện chế trên bàn vào bình xứ nhỏ, hắn ta phải đến quan vũ phong một chuyến. Cái tên Mạc Liêu Quang kia muốn bế quan vào hóa thần cảnh, Hy vọng đan dược này có thể giúp Mạc Lưu Quang một tay. Bên ngoài động phủ, tuyết bay đầy trời, lại là một năm được mùa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.